Xin chào mọi người. Tả cha hảo. Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục học bài 16, tương ứng với phần tiếp theo của bài 6 quyển 1. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại một cách nói khác của từ học, âm Hán Việt là học tập. Xuế xí. Xuế. Xuế. Xí. Xí. Xuế xí. Xuế xí. Học tập tiếng Trung. Xuế xí hàn yú. Xuế xí hàn yú. Học tập tiếng Anh. Xuế xí yín yú. Xuế xí yín yú.